Chào mọi người. Ở cái video trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách livestream lên trang cá nhân của mình hoặc là lên page nhóm mà mình làm quản trị viên từ những cái video đã quay sẵn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách livestream lên những cái nhóm mà mình không phải là quản trị viên. Về những cái thao tác livestream á thì nó cũng y hệt như cái video trước, chỉ cái khác một chỗ là mọi người và một cá nhân này. Để livestream lên những cái nhóm mà mình không phải quản trị viên thì đầu tiên mọi người phải xóa cái nick Facebook cũ đi và mọi người click lại là thêm tài khoản Facebook, và ở đây mọi người chọn là thêm asset token nha, chứ không phải ứng dụng nữa. Thì trước khi thêm asset token thì mọi người phải cài đặt cái add-on GoStream. Thì mọi người vào cái đường link mình để bên dưới video là cái đường link này nè, và mọi người bấm thêm Chrome. Cái này mình đã thêm rồi và nó có cái chữ GS ở đây nè. Thì khi mọi người thêm vào nó có cái chữ này. Ok, mọi người qua lại trang này và click vào cái add-on này, đợi 2-3 giây đây, thì nó sẽ hiện ra cái dòng này. Mọi người chuột phải sao chép hoặc là click vào chữ sao chép này hoặc là cần chữ V cũng được nha. Dán vào đây, thêm asset token. Ok, như vậy là xong. Thì các bước livestream tiếp theo cũng y như video trước, click vào đây, tiếp tục chọn một cái nguồn nào đó, thêm video, chọn độ phân giải, chèn chữ quảng cáo, thêm logo, chọn là Facebook API nha, chọn cái Facebook của mình vừa mới add vào. Khi đó thì mọi người bấm vào lại thì nó sẽ hiện ra những cái nhóm mà mình không phải là quản trị viên. Đây, rất là nhiều nhóm mà mình không phải là quản trị viên. Mọi người chọn một cái nhóm, đặt tên status và bấm thêm. Và bấm tiếp tục là xong. Đợi 1 đến 2 phút là tự động video nó sẽ phát ở trên những cái nhóm mà mọi người vừa chọn rồi, những cái nhóm mà mình không phải là quản trị viên. Ok, và đừng quên cái đường link giảm giá 10% mình để bên dưới cái video nha, giúp mọi người giảm được 10% khi mà lên những cái gói cước như này. Ok, nếu mọi người thấy hay thì bấm like và subscribe kênh mình để theo dõi những cái video tiếp theo. Chào mọi người.